Ngồi đi. Ăn chưa à? Anh chị lấy nước cho Bi nhé. Uống luôn. Đứng đây, hay ngồi trên bàn, đứng đây chờ chị.
chờ chị xíu. Đây, không được ngoài nhé. Để cặp bọc này. Rồi, bỏ ra. Đi ngồi im nhé. Không đụng vào đâu. Đứt cái đấy. Đi ra kia ngồi đi. Ra kia ngồi đi. Đây chị lấy ghế đi. Chị lấy ghế siêu đồ bếp nhé. Ngồi đây chờ chị lấy ghế siêu đồ bếp cho. Đây. Ngồi đây. Đúng rồi. Ngồi đây. Ngồi nghỉ ký đi. Chị mới ăn được cơ. Ra kia ngồi đi. Ra kia ngồi này, đây, ngồi đây. Ngồi đấy đi. Ngồi đấy, xong rồi chị cắt. Chị cắt cho không nguy hiểm này. Nào, cẩn thận đứt tay. Đi, ngồi ra kia đi. Ngồi ra kia đi, nguy hiểm lắm đấy. Ngồi ra ghế đi. Ngồi ra ghế đi. Ừ, đấy, ngồi đấy chờ chị. Ngồi ra đi Bi ơi. Đây, ngồi đây. Ngồi ra ghế đi. Này, đứt tay rồi. Ngồi ra đây. Ừ, ngồi đấy chờ đi. Mong đợi cái gì đi. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Thấy ra, bỏ thấy ra. Đứt tay, ngồi ra kia. Đi ngồi im đi. Đi ngồi để đợi chị nhé. Ừ, ngồi chờ xí. Chị cắt nước cái này xong chị hấp cho mình. Ra kia ngồi đi đi, đứt tay rồi. Nè, đứt tay đấy. Ra kia ngồi đi. Nào, ngồi đi, ngồi đây, ngồi đây. Đấy, ngồi đây. Ngồi đấy chờ chị xíu. Cắt sắp xong rồi. Nào, đứt tay rồi. Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Đấy, cầm tay đấy. Rồi. Ừ, phải hấp chín mới ăn được nhé. Thôi chị. Hấp chín mới ăn được. Nó sống mình đau bụng ấy. Nào, ra đây kia ngồi. Ra đây ngồi đi, chờ chị. Cắt đồ ra hết xong rồi chị ăn cho. Chị hấp cho. Này sang đi, vì muốn phụ chị à. Để hấp vào nhé. Đây, để vào. Để vào. À, sang. Đây thì chị bê ra hấp nhé. Ngồi đây nóng đấy. Xíu nó bếp nó lên nóng đấy. Nào ra đây ngồi đi. Nóng đi, nóng nóng. Chị bé chờ khoai chín mất một lúc cơ. Trời đi chưa. Thế hỏng khoai thì khoai màu tím. Khoai màu tím nhỉ. Nhiều cây chưa? Cỏ kìa Bia, cỏ cao chưa? Ê, bay bay kìa. Này Bia.
ăn xíu ăn khoai lang cho ít đường nhé. Mày tắt tắt đi máy này. Có nhỉ? Nhìn như thế. Mày có thích khoai lang không? Đây kìa, đây kìa. Xong cố gắng ít nhé. Bia ở đây. Đây đây, ra đây để ra. Chị bé ra nghe xem khoai nhé. Cho khoai chín rồi đấy. Ừ, ra ra đây. Chị bé nhé. Bác muốn ngắm à? Chín nhá, chín nữa ăn xong lại ra ngắm tiếp. Đi ra xem khoai này. Ui, thì ta ra lấy ra ăn nhé. Ừ, ừ. Đây, chị để khoai nhá. Để thử xem nó chín nhá. Wow. Ăn chưa? Ừ. Ngon chưa? Ừ, cho mẹ ăn nhé. Đây, chị lấy ra cho ăn. Ồ, chín rồi. Wow. Bằng ống luôn. Ngon chưa? Ngon quá đi. Làm ăn xong phải ị nhé. Nè, có ngon không? Thích không? Thích không? Ừ, ừ. Chạy khăn nha. Ừ. Đây. Ừ, ừ, chờ nhé. Đây, cắt đi. Nóng từ từ. Chị cắt xong rồi chị thổi cho Bia ăn. Ừ. Ui dồi ôi. Đói thế à. Thì ngồi, ngồi ra kia đi. Ngồi ra kia đi, chị cắt nhỏ ra rồi chị lấy cho ăn. Cắt nhỏ hơn đi. Cắt nhỏ hơn cho dễ tiêu hóa nha. Ừ. Ngồi chờ đi. Đây. Ăn từng miếng nhỏ như này cho dễ tiêu hóa nhé. Làm đây, đây, ngồi đây. Đấy. Đây, nhai từ từ thôi. Này, Bibi tự ăn đi để chị ăn nhé. Ăn đi đi. Ngon không? Ăn cho bụng, cốc cái bụng nhé. Ừ. Để chị lấy nước cho Bibi nhé. Uống đi. Đây, lấy nước cho Bi này. Uống nước đi. Ừ, uống nước đi. Đây này. Ừ. Uống nước đi. Ủa, ăn khoai không uống nước nghẹn đấy. Uống nước này. Này, uống nước đi. Ơ, à, không uống à? Chị có cái đây. Chị phải uống nữa chứ, để chị xúc cho. À, muốn tự xúc lại này. Ăn đi. Ăn ngon nha. Đi chờ chị ăn nốt nha. Uống nước đi. Đi uống nước đi cho nè. Đi
Kim ăn muốn ăn nào? Muốn ăn không? Muốn ăn không? Muốn ăn gì? Cắt đi nhá. Ăn miếng nhỏ nhỏ đấy mẹ. Ô, không muốn ăn nữa à? Chị ăn nốt thôi. Không muốn ăn nữa không? Ăn nữa, ôi trời ơi. Hết rồi. Uống nước này. Uống cho đỡ nhẹ này. Uống bia. Không thích uống à? Chị xíu phải uống nhá. Nha hết xong phải uống nhá, để chị dẹp đồ lên nhá. Không uống thì chị cất đồ, ngồi ghê chờ chị. Nhanh lau miệng. Chịu nước nhanh xong uống nước nhớ chưa? Các bác sĩ bảo là phải uống nước đấy. Khi nào khăn nước phải ra vòi mở nước uống nhá. Nhao tay nào, ra đây. Nhao nước về tay này. Rồi chị cắt nha, chờ chị giật khăn cho. Đây. Cái chỗ nhảy lên chị em. Chị nó uống nước này cho.